35 năm gắn bó với nghề chụp ảnh ven hồ, chứng kiến cây xưa cổ thụ chết khô từ năm 2019, bà Nguyễn Thị Hải cũng như nhiều người dân thủ đô dù tiếc nuối nhưng đều ủng hộ việc chặt cây khi mùa mưa bão đang đến. Tiếc cây đây thì rất là quý, nhưng mà bây giờ quý thì nó chết rồi mà để lâu mới chặt. Bây giờ chặt là đúng rồi, rất đúng, rất hoan nghênh. Để ý đến cây cối đi lại của người dân nó không bị xảy ra những tai nạn. Theo tôi chặt đi thì trồng bất kể một cây gì cũng đẹp. Cứ trồng cây xanh, cây gì cũng là đẹp, cây xưa cũng được, mà cây bằng năng cũng được, cây hoa vàng anh cũng được. Cứ gọi những cái cây nào nó nhiều cành là nó đẹp. Cây nó chết rồi thì nói chung là dân người ta cũng tiếc lắm, nhưng chết rồi cũng đành phải cắt bỏ đi thôi để mà trồng cây khác. Trong buổi sáng nay, các công nhân công ty cây xanh tiến hành chặt hạ cây xưa đỏ lớn nhất có đường kính 59 cm, cao 10-12 m, với tuổi đời hơn 100 năm tuổi, tại góc ngã ba giao cắt phố Lò Sũ, Đinh Tiên Hoàng. Cùng tham gia có đầy đủ các lực lượng chức năng giám sát từ Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm và Ban Quản lý phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm. Đối với cái quy trình của cây xưa đỏ này nó sẽ phức tạp hơn so với các cái chủng loại cây thông thường khác, vì cây gỗ xưa này nằm trong danh mục của cây có giá trị cao, kinh tế cao, nên là các cái thủ tục của nó sẽ có phức tạp hơn so với những cây thông thường. Chính vì thế mà cho đến nay chúng tôi mới tiến hành chặt hạ được, vì họp liên ngành các đơn vị rất là nhiều lần mới tiến hành chặt hạ được. Sau khi chúng ta chặt hạ xong, chúng tôi sẽ tiến hành đo đếm, kiểm đếm và đánh dấu và chuyển về kho lưu trữ. Hai cây xưa đỏ còn lại đường kính nhỏ hơn khoảng 35-40 cm, cao 5-10 m, ở góc ngã tư Hàng Bài, Hàng Khay gần khu vực đồng hồ hoa Thụy Sĩ, dự kiến sẽ được chặt hạ trong 2 ngày tới. Chúng tôi cũng chặt cây xưa đỏ đi thì tôi sẽ lại trồng lại cây xưa đỏ. Đấy. Cũng lại chặt cây gì đi sẽ thay thế bằng trồng lại cây đó. Hiện giờ chúng tôi đang đặt thì cái về tuổi đời thì tôi chưa làm rõ được, nhưng mà với đường kính chân là 10 cm trở lên. Về cái việc chăm sóc cây sau khi trồng mới thì nó sẽ nằm trong cái gói duy trì cây xanh vườn hoa đàm cỏ. Mà cái này đã được thành phố phê duyệt ký hợp đồng với công ty cây xanh. Hiện tại, quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vườn hoa Lý Thái Tổ có khoảng 45 cây xưa đỏ, có tuổi đời hàng chục, thậm chí có cây trên 100 năm. Xưa đỏ là cây gỗ quý, thuộc nhóm 1A, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều người săn tìm gỗ vì có giá trị kinh tế lớn, thậm chí có thời điểm người ta thu mua cả lá và rễ cây với giá hàng triệu đến chục triệu đồng một kg. Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, sau khi chặt hạ thì ba cây xưa này sẽ được bàn giao và làm thủ tục đấu giá theo đúng quy định. Cũng liên quan tới việc đấu giá gỗ xưa tại huyện Chương Mỹ, mới đây cũng đã diễn ra buổi đấu giá lô gỗ xưa đỏ quý hiếm. Đây là số gỗ của hai cây xưa đỏ trong khuôn viên chùa Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ có tuổi đời hơn 100 năm. Và sau 6 phiên đấu giá thì bà Trịnh Thị Quỳnh Nga đến từ huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh đã trúng đấu giá với số tiền là 73 tỷ đồng. Lãnh đạo địa phương cho biết số tiền đấu giá này thì sẽ được cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính sử dụng để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn.